thưa quý vị và các bạn. Hiện nay thời tiết đang có nhiều diễn biến phức tạp, những cơn mưa lớn đầu mùa nên giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn bất ngờ, đặc biệt đối với hoạt động đưa rước khách tại các bến khách ngang sông, vận chuyển hàng hóa và hoạt động của các tàu chở khách du lịch, nhà hàng nổi và tham quan du lịch trên sông. Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát đường thủy, công an tỉnh An Giang đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 36 ca, có 112 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổng kiểm tra 135 phương tiện. Qua đó, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 95 trường hợp, ra quyết định xử phạt 81 trường hợp, thu qua kho bạc nhà nước trên 93 triệu đồng. Theo đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền lực giao thông đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân sinh sống dọc hai bên tuyến sông để mọi người biết và chấp hành, đồng thời tuyên truyền, vận động hành khách mặc áo phao hoặc dụng cụ nổi cầm tay khi sang sông. Trên phương tiện đưa khách ngang sông, nhắc nhở chủ bến, chủ phương tiện, người lái tàu phà khi có mưa to, dòng gió tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến, nhất là phà đưa khách ngang sông và châu giang tăng cường tuần tra kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với mọi trường hợp vi phạm trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông lập lại trật tự trong quản lý lòng lề đường trên địa bàn mình quản lý